có bác ấy đến để đâu phải như này tuổi nào chẳng đến chẳng đến mọi
con đi khắp bốn phương nghĩ trời về trong xưa vẫn cả đời nghe mỗi lần con đi về nhà con đi cả đời coi đi thần chia sẻ chính là hành trình tìm ra anh Khiên. Vâng, anh Khiên đây ạ. Rất là khó khăn, phải gọi là hành trình. Và khi chúng tôi tìm được anh rồi thì giữa lúc gia đình nhà anh đang chuẩn bị đám cưới của các con từ nước ngoài trở về, rất là bận rộn. Nhưng khi chúng tôi ngỏ lời muốn mời anh hát trước bà con quê mình thì anh nhận lời ngay. Và kính thưa anh Khiên, em được biết là anh Khiên là một con sơn ca về hát chèo ở Lục Nam. Anh đã từng hát ở nhiều nơi và đã đi thi nữa. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên anh hát trên sân khấu làng mình, trước mặt bà con làng mình. Thì xin anh cho biết cảm xúc của mình như thế nào. Vâng, cảm ơn anh. Bài hát rất hay, rất ý nghĩa. Tôi tìm thấy hình ảnh tôi trong đó. Lời bài hát đã thay lời tôi nói lên tất cả. Lúc này đây, cảm xúc tôi đang dâng trào. Cảm xúc không biết nói gì hơn. Tôi xin gửi chọn trong một câu nói rất thiêng liêng. Đó là hai tiếng quê hương. Thương lắm, yêu lắm, nhớ lắm quê hương tôi. Chính nơi sân kho này của ấu thơ, chúng tôi đã từng cùng nhau chơi đùa dưới trăng, tìm chơi trò trốn tìm. Đồng quê mình đây đã nuôi chúng tôi khôn lớn bằng những hạt gạo thơm chất lọc từ hạt phù sa, rồi con cua con cá. Chúng tôi lớn lên đi khắp mọi miền đất nước, nay trở về đứng trên sân khấu này giật mình quản lại sao tôi đi nhanh như thế. Giờ này trong cảm xúc này tôi không biết nói gì hơn, chỉ để có một bài rất nhỏ ngon coi là một món quà tri ân tới quê hương và con làng xóm. Cảm ơn đoàn chèo huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang. Cảm ơn tác giả đã cho tôi cơ hội này. Xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Khiên và hy vọng rằng nếu lần sau thôn ta có tổ chức những cái hội nghị văn nghệ như thế này thì chắc chắn là anh Khiên sẽ tham gia với chúng ta. Và chúng tôi xin chia sẻ thêm rằng nhiều người anh Khiên ra đây ở sở xa quê từ năm 1975. Như vậy rất nhiều người, các em, các cháu ở đây sẽ không biết anh Khiên là ai. Vâng, tôi xin phải nhắc lại rằng anh Khiên là người làm Tân, anh sinh ra tại đây. Và anh là em ruột của anh Mỹ. Và tôi phải nói như thế thì ngày ra nhiều người mới biết được anh Khiên là ai. Xin cảm ơn anh Khiên.